Cái nghị quyết 36 bắt đầu đảng và nhà nước ta ra đời để muốn kết nối lại, phá tan đi những cái hận thù của đôi bên. Vì dù sao đi nữa chúng ta cũng là người Việt Nam với nhau thôi, chứ cũng không phải là ai. Cũng như chúng ta thấy như người Nhật với lại người Mỹ, họ cũng có một cái mối thù rất là sâu đậm với nhau. Họ đã ăn hai quả bom nguyên tử xuống Nhật, nhưng mà họ cũng xóa tan cái hận thù đó, và cuối cùng họ cũng đã trở thành đồng minh với nhau, và họ đưa hai cái đất nước đó cũng phát triển. Nhật bây giờ cũng rất phát triển. Một lần nữa chào đại ca Tình Phôi Phai, và cũng mến chào quý vị và các bạn cũng đang có mặt trên diễn đàn. Nhưng mà người Nhật với người Mỹ là hai quốc gia khác nhau, không có mang chung một dòng máu. Ok, rõ ràng đó là một cái trường hợp mà nó rất, theo như mình nghĩ thì nó cũng là bình thường thôi. Chào Thúy Nguyễn á. Nhưng đằng này á, điều đặc biệt là hòa hợp hòa giải với chính mình, tức là người Việt Nam với chính người Việt Nam đó. Vâng, bạn Bình Minh, cảm ơn bạn đã nhắc lại hai cái tên mà thành phố mà nó bị hai quả bom nguyên tử. Thưa bạn Toàn Trinh, mình không có chủ đề, mình chỉ nói lan man thế thôi, và cũng mục tiêu là mình vẫn đánh tan những cái luận điệu xuyên tạc của cái lũ, những cái người, những cái bọn mà ba que chống cộng cực đoan ở các cái quốc gia. Vâng ạ, đó là mục tiêu của mình là như vậy thôi. Nhưng mà mình thì không có nói về chủ đề, mình nói lan man vậy thôi, chứ mình không có cố định. Vì chủ đề biết đâu mà nói, chủ đề thì nó nhiều lắm, nhưng mà vấn đề học vấn của mình là có giới hạn thôi. Mình không có chuyên về. Vâng, chào bạn Huyền Nguyễn ạ. Thì mình có thể nói tiếp câu chuyện là đối với Nhật và Mỹ thì nó có gây hấn, gây thù rồi nó đoàn kết lại thì cái chuyện nó cũng rất là đơn giản thôi. Nó quá đơn giản rồi, đúng không? Nhưng mà cái khó là ở đây á, đó là người Việt Nam với người Việt Nam với nhau. Nhưng cái số người Việt Nam đã lỡ bước vào một cái con đường người ta gọi một cách đơn giản là cổng rắn về cắn gà nhà đó. Cổng rắn về cắn gà nhà, rồi bây giờ họ cũng mang một cái hận thù, bởi vì cái cuộc sống của họ, ở cái chế độ đó, cái chế độ mà mình nói là cái chế độ Cộng Hòa đó, có lẽ là họ quá sung sướng. Họ đã từng nói rằng một người lính đi lính có thể nuôi được cả gia đình, xài đúng cái chữ là đi quân dịch đó. Còn những người, những anh chị em, những chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ thì ở trong rừng, trong rú, trong hang Bắc Bó đó, là ý nó chỉ nói là Hồ Chủ tịch ở trong hang Bắc Bó, đúng không? Thì làm sao biết về những cái văn hóa, về sao biết được những cái thành thị. Chào bạn Thảo Nguyên Thị Thảo ạ. Thế rồi cuối cùng thì bọn chúng cũng thua. Mà cái câu hỏi này mình đã hỏi rất nhiều. Chào bạn Tuyên Đông ạ. Mình hỏi rất nhiều diễn đàn, và hỏi những cái người mà bên kia chiến tuyến là tại sao các bạn lại thua. Các bạn lúc nào cũng được Mỹ nó trang bị tới tận răng, súng thì hiện đại, bom đạn thì coi như là không thiếu, tiền bạc thì dư thừa, đồ ăn thì những cái loại thức ăn, đồ hộp đều rất là ngon lành. Thế thì tại sao các bạn thua? Hay là
các bạn đem những cái tiền đó các bạn đem về các bạn nuôi vợ nuôi con, thành thử ra cho nên các bạn đi lính, các bạn mới một người đi lính mới nuôi được cả gia đình, hay nói một cách nôm na là các bạn tham nhũng đó không, rồi súng đạn thì chắc đem bán hết đó rồi, cho nên các bạn chỉ biết chào chú Minh khổng lồ à. Cho nên các bạn chỉ biết ăn chơi sa đọa thôi, đúng không? Biến cái nước việc cái đất Sài Gòn này, cái dân miền Nam này trở thành một cái những cái ổ và ăn chơi sa đọa. Còn cái người miền Bắc mà các bạn những người bên đó người ta cho là vào chiếm miền Nam thì người ta chịu khó, người ta cần cù. Đó. Người ta nuôi một cái hy vọng là đất nước sẽ được hòa bình, Nam Bắc một nhà. Chứ người ta cũng không có muốn là hai miền Nam Bắc phải chia đôi ra. Bởi vì như một sợi dây mà chúng ta lúc nào chúng ta cũng muốn cái buộc cái sợi dây nó nguyên. Chứ chúng ta không muốn là bị cái sợi dây đó nó bị cắt ra làm đôi rồi phải đi nối lại, thì không ai muốn điều đó cả. Đó. Cho nên là người miền Bắc họ cần cù, họ suốt ngày đêm họ cố gắng, họ tìm cách để nối lại miền Nam và miền Bắc. Và cuối cùng nhờ sự cần cù đó, sự gan dạ đó và cả một sự hy sinh vô cùng to lớn của những người miền Bắc. Người thì mất con, vợ thì mất chồng để có được ngày hôm nay. Đã 43 năm rồi. Đó là một cái điều rất là hạnh phúc cho người dân Việt Nam. Và đó là một cái niềm tự hào mà theo mình nghĩ thì có lẽ là phải đáng khâm phục và đáng tự hào. Bởi vì như mình biết là 20 mấy năm sau khi mình được đất nước mình hoàn toàn giải phóng thì bức tường Berlin của Đông Đức và Tây Đức nó mới được đập. Rồi bây giờ thì Hàn Quốc và Triều Tiên thì cũng chưa có đi đến đâu cả, chỉ mới là trong vòng đàm phán thôi. Họ cũng chưa nối lại được với nhau, mặc dù họ cùng một dân tộc, cùng làm một dân tộc với nhau. Thì Việt Nam mình may mắn nhất là mình đã giải phóng được 43 năm. Và sau đó thì đất nước mình phải chịu một cái cảnh gọi là cấm vận. Đó. Rồi cuộc sống thì chúng ta cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Chúng ta phải quét đi những cái rác rến, những cái tàn dư của chiến tranh nó để lại. Và hiện giờ thì cái hậu quả đó nó vẫn còn đeo bám lên những một số người phải mang cái thương tích trong người và di truyền, di căn. Đó là những cái người bị bom hạt nhân nó rải xuống như là dioxin đó và chất độc màu da cam. Thì đất nước chúng ta cũng đang phải gánh chịu và đang ngày ngày khắc phục cái vùng sống nơi đó. Và cuối cùng thì những gì làm được chúng ta đã làm được, là cuối cùng chúng ta đã được vào WTO, vào cái này vào cái kia đó để được phát triển cùng thế giới. Thì đúng ra những người ở chiến binh kia, tức là mình nói ở đây là mình nói về những cái người mà hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa, đúng ra các người phải suy nghĩ lại cái tội ác của các người đã gây về cho đất, cho quê hương các người, gây lại cho những cái người đồng bào và tổ tiên của các người. Các người phải có một cái sự gọi là ăn năn hối hận và phải nhìn về quê hương để mà mình, nói chung là nhà nước và đảng của ta, Đảng Cộng sản Việt Nam không có mong các bạn phải, không phải là lấy cái nghị quyết 36 ra để mong các bạn đem
tiền đem bạc về để mà giúp đỡ cho đảng và nhà nước xây dựng lại đất nước. Không, không có cái chuyện đó. Chỉ mong các bạn về thăm lại quê hương, thắp cho tổ tiên của mình một nén nhang, gọi cho để tổ tiên của mình được ấm lòng. Tổ tiên của các bạn luôn mong nhớ những người con xa xứ, quay trở về để mà chào bạn Dương Thường, để mà thắp cho họ một nén hương, cho họ ấm lòng. Rồi nếu như các bạn có điều kiện thì các người có thể đầu tư trên mọi lĩnh vực. Nhà nước vẫn ưu đãi cho mọi người, cho các người một cái ưu đãi đặc biệt. Còn cái chuyện làm ăn, đầu tư vốn thì đã nói là đầu tư thì chắc chắn xác suất bay rủi nó phải có, chứ không thể nào là không ai mà có thể nghĩ rằng khi mà bỏ một số tiền ra để mình làm ăn cái gì là mình sẽ ôm thắng lợi tất cả. Không có ai mà thần thánh như vậy. Nó còn phụ thuộc vào nhiều cái vấn đề lắm. Đó. Vâng, chào Dương Thường ạ. Đó. Chỉ có một số người họ vào Việt Nam, họ làm ăn, họ không có giữ đúng cái hợp đồng, hoặc họ có những cái lắc léo thì có lẽ là họ không có thành công. Đúng. Rồi chúng ta cũng không phải vì những cái đó mà chúng ta coi thường cái đất nước Việt Nam, coi thường cái người dân Việt Nam, rồi chúng ta cứ thế là chúng ta chửi đảng với nhà nước. Và cái số người mà còn chưa có về được cái đất nước Việt Nam này, chưa biết về cái đất nước Việt Nam ngày hôm nay như thế nào, thì chỉ vì một cái thế lực, chỉ vì một cái sự mà hờn ghen, chỉ vì một cái sự tức tối của những người lính Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, nhận tiền của những người già đó vì họ không có điều kiện họ lên live stream họ làm. Chào Lê Cherry. Chỉ vì họ không có điều kiện họ lên trên mạng để họ làm, cho nên họ mới bỏ ra một số tiền, họ mướn lại những cái người gọi là, nó gọi là một cái câu rất là hay, gọi là hậu duệ Cộng Hòa. Hậu duệ của Cộng Hòa nó giống như là hậu duệ của mặt trời vậy đó. Rồi những cái người đó họ lên họ chửi theo hợp đồng, ví dụ như nhận được cách tin nhiều, nó giống như là một diễn viên vậy đó, nhận được tiền cách xe nhiều thì chửi mạnh, chửi to, xuyên tạc cho bạo vô, bôi nhọ sự thật. Đó. Cứ thế là lên là cứ oan oan mà chửi. Còn ví dụ như gần hết tiền rồi thì bắt đầu chửi nhẹ, chửi cho thật nhẹ. Đó. Gọi là chửi ít lại một chút. Đó. Chửi theo hợp đồng, có bài bản đàng hoàng. Và khi mà chúng ta đi tham quan một vòng tất cả các diễn đàn của bọn chúng ở bệnh đó, thì chúng ta thấy cái mục đích của bọn chúng chửi nó y chang như nhau luôn, không có khác chút nào. Tôi lấy điển hình như là trước đây là nó theo đề tài, đúng không? Nó cứ theo đề tài đó, là nó nay thì nó vào cái đề tài gọi là công an đàn áp dân. Khi họ thấy một cái sự kiện nào đó đó thì nó kêu là công an đàn áp dân. À, rồi mai thì nó lại bắt đầu trở về dân oan. Mốt thì nó lại trở về với lại bán đất cho Tàu Cộng. À, vòng vòng tất cả những đàn của bọn chúng chỉ có bấy nhiêu thôi, chứ không có khác một chút nào hết. Đó. Các quý vị và các bạn không tin tôi thì cứ đi theo dõi một vòng đi, nó y chang như nhau, nó không có gì khác. Tức là nó nhận được cái đơn đặt hàng, hôm nay vì nhớ tụi mày nói đề tài, nhưng mà mỗi đứa có một khiếu nói khác nhau. Bây giờ thằng nào mà nói hay, nói dài đó thì nhiều tiền, thằng nào nói dở, nói dai, nói dở, nói dài thì ít tiền một chút. Đó, vậy thôi. Đó, thì đâm ra là mình ngoài ra còn một số thì chuyên môn đi săn đón cho những cái diễn đàn của những bà con anh chị em trong nước này để mà phá hôi. Đó, lâu lâu rồi tích chát rồi chửi thề, chửi tục, chửi tiểu để cho người ta phân tâm. Cái đó là cái chiêu để cho mình phân tâm.
mà bọn chúng không bao giờ, khi mà tách chat á mà mời bọn chúng lên á là không bao giờ bọn chúng lên. Cái số người này á là bọn chúng không bao giờ dám lên. Bởi vì các bạn biết vì sao không? Chúng nó chỉ biết làm kiếm tiền thôi. Có đôi lúc những cái thằng đó, những cái con mà nó vào những cái diễn đàn như của Thái Ngọc Viên nè, anh Bằng Nguyên nè, rồi Bình Dương nè, rồi chị Huyền Nguyễn nè, chị Ngọc Hiếu nè, xin lỗi chị Ngọc Hiếu á, nó ngồi ở dưới, nó tách chát lên, nhưng mà mời thì không bao giờ nó dám lên. Hiếm lắm á, một hai thằng nó dám lên, mà nó lên thì nó không có dám đưa cái mặt nó ra. Nó cứ nói thế này nọ, thì tức là những cái thằng đó là nó sống bằng cái nghề chửi, sống bằng cái nghề mà kêu bằng là giống như mà nó đổi thừa cho mình là ba cũ á. À, thì nó còn về Việt Nam, những cái thành phần đó nó vô cảm, nó không có biết gì hết, nó chỉ biết cái văn tục chửi thề đó vậy thôi, xong rồi nó làm cho mình phân tâm cái diễn đàn, đúng không? Để chi? Để nó nhận được tiền, rồi một ngày nào đó nó cũng vẫn về Việt Nam nó chơi, đúng không? Chứ nó đâu có dám mà còn cái tám mà nó chửi chuyên nghiệp, nó chửi là coi như là có hợp đồng như là Benny Trương, Tân Thái, Võ Trung Trực, Quỳnh Thanh Hoàng. Đó, Võ Trung Trực thì là Việt Nam Cộng Hòa trở lại, Quỳnh Thanh Hoàng thì là Triều Đại Việt, Đào Minh Quân, đó, vân vân và vân vân. Những cái diễn đàn đó, những cái thằng đó là nó biết cái kết cục của nó là nó không bao giờ nó trở về Việt Nam, không bao giờ nó trở về được. Bởi vì nó trở về là nó bị dân đập nó liền. Nó không, dân đập thôi chứ mình không có nói là đảng hay nhà nước. Chứ còn mà nó chửi rủa không mà trên mạng xã hội thì cũng giống như là Nguyễn Ngọc Lập ngày xưa cũng biểu tình đồ, thấy không? Chửi rồi cuối cùng nó cũng về Việt Nam, nhà nước đâu có cấm cản gì đâu. Chẳng có nhà nước, chẳng có đảng nào mà cấm cản họ trở về với đất nước hết á. Vì dù sao đi nữa, người ta cũng nghĩ họ là người Việt Nam. Cho nên là nhà nước vẫn là bao dung, sống một cách là rất là nhân văn và để cho họ về. Chứ còn không có làm khó làm dễ gì, nhưng mà tại họ không muốn về thôi, đúng không? Thì sự thật mà nói ra, còn cái số đó mà nó giấu mặt giấu mỏ đó, nó giấu mặt mà nó không giấu mỏ đó, tức là nó ngồi ở dưới cống à, hay là dưới gầm bàn, hay là dưới hầm cầu, hay là hầm cống gì đó, rồi nó tách chát lên nó chửi những cái người mà live stream ở bên mình đó, thì cái dạng đó là nó vẫn về Việt Nam như thường. Nhiều khi các bạn thấy không, nhiều khi nó sắp sửa muốn về Việt Nam, nó không có tiền, cái nó tách chát ghê lắm, nó chửi bạo lắm, nó chửi đến mức độ mà người ta tức quá người ta phải lóc quá là biết như thế nào đó. Đó, chứ không bao giờ mà mình mở lên rồi xong rồi nó hâm, nó dọa, nó hỏi địa chỉ rồi này nọ đồ. Đó là cái câu chuyện mình muốn phân tích những cái chiêu trò của bọn chúng hiện đang diễn ra. Đó, nó là cái chiêu trò của bọn chúng, cho nên đó là theo cái đó là theo ý mình thôi, cái nhận xét của Dũng thôi. Chứ còn một số người khác thì họ có cái nhìn khác, thì cái đó là quyền của mỗi người, đúng không? Chứ còn đó, nhiều khi mình cũng muốn lên mời nó lên, còn ngược lại mà nếu như chúng ta mà đi những cái diễn đoàn của bọn chúng á thì nó hay lắm. Mình hỏi bọn chúng, mình xin lên để mà phản biện với bọn chúng, thì hễ mà mình lên mình nói được vài câu á, là thứ nhất như là cái thằng Võ Trung Trực, thế mà khi mình nó cho mình lên chứ không phải nó không cho lên, miệng nó thì nó vẫn nói là nó chấp nhận hết tất cả những người ở chiến tuyến bên kia, tức là nói về mình á, là lên diễn đàn nó miễn sao mà văn minh lịch sự, đừng có chửi bậy chửi tục là ok hết. Nhưng mà mình lên á là thứ nhất là nó cho mình nói vài câu thôi, đúng không? Bắt đầu mình muốn nhóm lên á, mình vừa nhóm lên á thì là bắt đầu nó chặn mình, nó nói ba tàm ba sáp ba làm ba sáp, xong rồi là bắt đầu nó chặn mình, hoặc là nó đuổi mình xuống, xong rồi nó bảo là mạng yếu quá. Cũng xin báo với lại quý vị và các bạn ở trên diễn đàn là hiện nay diễn đàn của anh Bình Dương đã mở, thì quý vị và các bạn nào ấy thì cũng có thể sang ủng hộ với anh Bình Dương.
mình cũng chỉ nói thêm một chút nữa thôi rồi mình sẽ xuống để cho các bạn có thể chạy qua bên diễn đàn anh Bình Dương để ủng hộ cho ảnh, đúng không? À, thì mình cũng chỉ nói chút xíu nữa thôi, chừng 5-10 phút nữa thôi ạ. Thì câu chuyện nó là như vậy, hôm nay mình muốn phân tích nó như vậy thôi.